thêm một người Đà Nẵng, một người Quảng Ngãi nhiễm virus Trung Quốc. Bộ Y tế ra thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân số 420 từng tới chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân số 419 ở Quảng Ngãi đã đi những đâu? Bắt thêm đối tượng trong đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Việt Nam. Đăng thông tin không chính xác về dịch, một phụ nữ người Huế bị mời làm việc. Thành phố Hồ Chí Minh giả soát người từng đến Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7. Sau bác bỏ yêu sách về Biển Đông, hai bộ trưởng Úc bay đến Mỹ thảo luận về Trung Quốc. Lũ lụt qua, hạn hán tới, Bắc Kinh ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C. Quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm tin sáng ngày 27 tháng 7 của Đại kỷ Nguyên TV. Như thường lệ, tiếp sau đây là các bản tin chi tiết. Bộ Y tế chiều ngày 26 tháng 7 ghi nhận hai ca nhiễm virus Trung Quốc trong cộng đồng là thiếu niên 17 tuổi ở Quảng Ngãi và cụ bà 71 tuổi ở Đà Nẵng. Bệnh nhân số 419 là nam, 17 tuổi, ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 14 tháng 7, người này đến bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng ở Đà Nẵng để chăm sóc anh trai đang điều trị tại đây. Ngày 17 tháng 7, người này về Quảng Ngãi bằng xe khách. Trên xe có một số người từ bệnh viện C Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Ngày 20 tháng 7, anh từ Quảng Ngãi đến bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng có biểu hiện sốt. Ngày 22 tháng 7, anh đi tàu từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, sốt, ho nhẹ, hơi khó thở đến khám tại bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi. Ngày 24 tháng 7, bệnh nhân được trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ngãi lấy mẫu gửi viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả ngày 26 tháng 7 dương tính với virus Trung Quốc. Bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, cơ sở điều trị 2, khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhân số 420 là nữ, 71 tuổi, ở phường Hoa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 12 tháng 7, bà sốt, đau ngực, đến ngày 22 tháng 7 nhập viện tại bệnh viện C Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 7, bệnh viện C Đà Nẵng lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 26 tháng 7 dương tính với virus Trung Quốc. Hiện bệnh nhân điều trị tại bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện C, bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng nằm cùng một khu đất ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu, trong đó bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện C nằm sát nhau trên đường Hải Phòng. Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng đấu lưng với bệnh viện C gần như sát nhau trên mặt tiền đường Quang Trung, cách một nhà tang lễ. Chiều ngày 26 tháng 7, bảo vệ tại cổng bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng đã kiểm soát người ra vào. Nhiều người nhà phải chờ để đưa đồ đạc vào viện cho người thân. Tại bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện C, người thân của bệnh nhân và nhân viên y tế đứng chờ ngoài cổng gọi điện thoại để có thể đưa thêm đồ dùng cá nhân. Khu vực này cũng vắng người qua lại. Tại khu khám bệnh của bệnh viện Đà Nẵng, nhân viên y tế đã đặt một bàn tiếp nhận nhu yếu phẩm để chuyển vào phía trong các phòng bệnh. Như vậy, trong 2 ngày qua ghi nhận 4 ca nhiễm virus Trung Quốc trong cộng đồng, chấm dứt 99 ngày không lây nhiễm cộng đồng. Đà Nẵng đến nay ghi nhận 3 ca nhiễm mới, Quảng Ngãi 1 ca, số ca nhiễm lên 420 ca. Còn trên thế giới, ghi nhận khoảng 650.000 người chết trong hơn 16 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số ca tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất. Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong nào do virus Vũ Hán gây ra. Tối ngày 26 tháng 7, Bộ Y tế đã thông báo hành trình của bệnh nhân nữ 71 tuổi, bệnh nhân viêm phổi Trung Quốc mới nhất tại Đà Nẵng, bệnh nhân số 420. Theo đó, hành trình của bệnh nhân như sau. Từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7, thăm con ở một chung cư thuộc quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 8 tháng 7, về lại Đà Nẵng, sống cùng chồng, con trai và con dâu. Bệnh nhân có một con gái khác sống tại Đà Nẵng, nhưng từ khi bệnh nhân về Đà Nẵng, chưa gặp người con này. Vài ngày trước khi có dấu hiệu sốt, bệnh nhân cùng chồng đến chợ đầu mối mua sắm. Ngày 12 tháng 7, bệnh nhân có dấu hiệu sốt và đau ngực. Trong thời gian này, bệnh nhân có đến nhà em ruột tại đường Mùng 2 tháng 9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 16 tháng 7, chồng bệnh nhân đến mua thuốc tại nhà thuốc CT, đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng. Sau khi dùng thuốc 5 ngày không giảm triệu chứng, ngày 21 tháng 7, bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh, bệnh viện C, sau đó xin về nhà. Lúc này có 3 người nhà ở Quảng Nam ra thăm. Ngày 22 tháng 7, bệnh nhân vào lại bệnh viện C, từ đó đến nay bệnh nhân điều trị tại bệnh viện C và kết quả xét nghiệm tại Đà Nẵng và Nha Trang đều dương tính với virus Vũ Hán. Đây là bệnh nhân viêm phổi Trung Quốc thứ 3 tại Đà Nẵng và hiện cũng chưa tìm ra nguồn lây ban đầu F0. Tối ngày 26 tháng 7, Bộ Y tế ra thông báo khẩn đề nghị những người đã đến các địa điểm sau. Thứ nhất, những người đã đến và sử dụng dịch vụ tại 3 bệnh viện Bệnh viện C Đà Nẵng từ ngày 20 đến 22 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng ngày 18 tháng 7 tại phòng 506, khoa Nội hô hấp và ngày 23 tháng 7 tại phòng hồi sức tích cực. Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng từ ngày 14 đến 16 tháng 7 và 20, 21 tháng 7 tại căng tin bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện và phòng 401 khu B. 2. Những người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh Hường chuyến 3 giờ chiều ngày 17 tháng 7 từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Quảng Ngãi. Chuyến 3 giờ sáng ngày 20 tháng 7 từ thành phố Quảng Ngãi đi thành phố Đà Nẵng đến Bệnh viện Trình hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 6 giờ 30 phút sáng. 3. Những người đi chuyến tàu 23 giờ ngày 21 tháng 7 số hiệu SE7 từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Quảng Ngãi. 4. Chợ đầu mối Hoa Cường 65 Lê Nổ, Hoa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng vào buổi sáng các ngày từ mùng 8 đến 12 tháng 7. 5. Quán bún cô nở đường Nguyễn Thụy, Quảng Ngãi vào buổi sáng ngày 18 tháng 7. 6. Dự tân gia tại hẻm 1 Nguyễn Thông, Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ngày 19 tháng 7. 7. Nhà văn hóa lao động đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi từ 20 đến 21 giờ ngày 23 tháng 7. Đề nghị những người đã đến những địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ gọi điện đến các đường dây nóng 1900 988 975, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng và 0914 021 022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Thực hiện cách ly tại nhà, khai báo y tế trực tuyến tại tờ khai y tế.vn hoặc tải ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe chiều ngày 26 tháng 7, họp khẩn về phương án phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nam bệnh nhân 17 tuổi ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi đi xe khách Thanh Hường đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng để chăm anh trai bị gãy chân từ ngày 14 đến 17 tháng 7. Trong 3 ngày, bệnh nhân không ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Chiều ngày 17 tháng 7, bệnh nhân về Quảng Ngãi trên xe Thanh Hường. Xe trung chuyển đón bệnh nhân có ghé bệnh viện C Đà Nẵng để đón hai quân nhân và một cặp vợ chồng. Sau đó họ được chuyển sang xe lớn cùng 20 người khác chạy về Quảng Ngãi. Trên đường đi, xe dừng để khách xuống ở huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, cầu Trà Khúc, đường xuống Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi và sân bay cũ thuộc đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Quảng Ngãi. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, bệnh nhân ở nhà, không ra ngoài, có tiếp xúc gần với mẹ, chị và cháu ruột. Ngày 20 tháng 7, bệnh nhân tiếp tục đi đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng bằng xe thanh hưởng, trên xe có 10 đến 15 người. Đến ngày 22 tháng 7, bệnh nhân về lại quê. Từ tối ngày 20 tháng 7, thiếu niên bị sốt, dùng thuốc có tác dụng nhưng bị sốt trở lại khi thuốc hết hiệu lực. Chiều ngày 24 tháng 7, bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi khám với triệu chứng bị sốt và ho. Thấy có dấu hiệu dịch tễ, ngành y tế Quảng Ngãi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Hiện, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi đã được phong tỏa. Từ sáng ngày 27 tháng 7, nam bệnh nhân và 4 người nhà được cách ly tập trung tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để theo dõi và điều trị. Cơ quan chức năng xác định có 123 người tiếp xúc gần F1 với bệnh nhân gồm hai bác sĩ và một nhân viên giữ xe của Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi. 121 người đến khám cùng khung giờ với bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi. Ngoài ra, hơn 100 trường hợp F2 cũng đã được cách ly. Riêng nhà xe Thanh Hương khi được yêu cầu cung cấp danh sách hành khách đi cùng ô tô với bệnh nhân đã phủ nhận có chở bệnh nhân và từ chối cung cấp thông tin. Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, trưởng ban chỉ đạo phòng chống viêm phổi Trung Quốc, nhận định khả năng lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh là rất cao. Số lượng người dân Quảng Ngãi ra vào Đà Nẵng trong thời điểm xuất hiện bệnh nhân số 416 và bệnh nhân số 418 tương đối nhiều, khó kiểm soát, các địa phương cần sẵn sàng điều kiện để kích hoạt các hoạt động khi có ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu người dân thực hiện giãn cách, không ra ngoài khi không cần thiết, đeo khẩu trang nơi công cộng. Đồng thời kêu gọi những người từng tiếp xúc gần với nam bệnh nhân từ ngày 13 tháng 7 đến nay có biện pháp tự cách ly theo dõi và khai báo y tế. Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tăng Bính đề nghị kích hoạt kịch bản chống viêm phổi Vũ Hán trên tinh thần đã có ca bệnh. Theo đó, ba chốt kiểm tra y tế ở phía Bắc, giáp Quảng Nam đặt tại quốc lộ 1 và đường cao tốc hoạt động ngay lập tức nhằm kiểm soát người về từ Đà Nẵng. Trước đó, Quảng Ngãi đã ghi nhận một ca dương tính là chuyên gia nước ngoài làm việc tại Hòa Phát, Dung Quất. Bệnh nhân số 370 sau 5 lần xét nghiệm vẫn còn kết quả dương tính ngoài ra 269 công dân Việt Nam về từ vùng dịch đang được cách ly tập trung đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả Báo Tiền Phong chiều ngày 26 tháng 7 đưa tin Công an Đà Nẵng vừa bắt thêm một đối tượng trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo thông tin ban đầu sau thời gian khẩn trương điều tra tối ngày 25 tháng 7 Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện và bắt giữ Giao Langgu, tức Cao Lượng Cố 42 tuổi quốc tịch Trung Quốc Tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Đây là đối tượng được cơ quan công an hai địa phương xác định nằm trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua. Hiện đối tượng được di lý về Quảng Nam để công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, ngày 25 tháng 7, tại cuộc họp trực tuyến với Đà Nẵng, ông Lê Trung Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết ngày 24 tháng 7, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 21 người, nâng tổng số lượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng lên con số 52 người. Theo Dân Việt ngày 26 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc với một người phụ nữ sinh năm 1995, trú tại đường Nguyễn Trái, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, liên quan đến việc tài khoản Facebook của chị này đăng tải văn bản có nội dung liên quan đến dịch viêm phổi Trung Quốc của cơ quan chức năng ở tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin về trường hợp nghi là F2 của ca viêm phổi Trung Quốc tại Đà Nẵng. Nội dung này được chị đăng tải vào đầu giờ chiều ngày 25 tháng 7. Cơ quan chức năng xác định nội dung bài viết đăng tải trên Facebook cá nhân là không chính xác, dễ gây sự nhầm lẫn, dẫn tới sự hoang mang cho mọi người. Hiện trường hợp sinh viên nghi là F2 và những người liên quan đã tự cách ly tại nhà ở thành phố Huế. Chiều ngày 26 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức yêu cầu các sở ngành và 24 quận huyện tăng cường các biện pháp phòng chống viêm phổi Trung Quốc nhằm kiểm soát chặt dịch bệnh không để lây lan trong cộng đồng. Người dân được khuyến cáo tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Động thái này được đưa ra trước tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng đang phức tạp, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Trung Quốc hôm 25 tháng 7. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố được yêu cầu ra soát khách du lịch đang lưu trú, cung cấp thông tin người từng đến Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 cho chính quyền và y tế địa phương để có biện pháp giám sát. Theo tờ The Sydney Morning Herald, bà Marie Spain, Ngoại trưởng Úc, và bà Linda Reynolds, Bộ trưởng Quốc phòng Úc sẽ có chuyến bay vào ngày 26 tháng 7 và tới Washington vào sáng ngày 27 tháng 7 theo giờ địa phương để hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Kesper trong bối cảnh Úc và Mỹ đang có mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc. Bà Payne cho biết các cuộc đàm phán sắp xảy ra là quan trọng bậc nhất trong nhiệm kỳ của tôi về các lợi ích ngắn hạn, chung và dài hạn của Úc. Hợp tác liên minh của Hoa Kỳ và Úc là điều cần thiết vì lợi ích của tất cả người dân Úc nhằm thúc đẩy và hiện thực hóa một khu vực ổn định, cởi mở và kiên cường, Ngoại trưởng Marie Spence cho biết. Hôm thứ Sáu, ngày 24 tháng 7, Bắc Kinh ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh tuyên bố rằng do ảnh hưởng của vùng nhiệt áp suất cao, phần lớn các khu vực đồng bằng sẽ duy trì ở mức nhiệt 37 độ C, một số khu vực có thể vượt quá 40 độ C. Tính đến 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, 30 trong số 354 trạm thời tiết ở Bắc Kinh có nhiệt độ cao nhất đạt 40 độ C, thậm chí cao hơn, theo Secret China. Nhiều cư dân mạng Bắc Kinh đã để lại lời nhắn, Bắc Kinh thực sự quá nóng, dù bật điều hòa nhưng cơ thể tôi vẫn không thấy thoải mái, đầu tôi cả ngày choáng váng. Bắc Kinh đã bước vào thời kỳ nóng như thiêu như đốt rồi, năm nay thật kỳ lạ, kể từ tháng 7, nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc chìm ngập trong lũ lụt, thảm họa sạt lở núi cùng nhiều tai họa khác. Hiện nay lại xuất hiện nhiệt độ cao bất thường, sức nóng tiếp tục duy trì ở Giang Nam, miền Nam Trung Quốc, Tân Cương và những nơi khác trong hôm nay và ngày mai. Bắc Kinh và Thiên Tân cũng nằm trong vùng có nhiệt độ cao. Bản tin sáng ngày 27 tháng 7 của Đại Kỷ Nguyên TV đến đây là kết thúc. Mong quý vị mọi điều tốt lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.